Rồi xin chào anh chị các bạn trở lại với uh, chuyên đồng xe hơi uh, Trong video này thì em cập nhật nhanh qua cái uh, giá bán chương trình khuyến mại Trong tháng 1 tới của những cái đầu xe Ford Everest uh, Hiện nay thì uh, Everest chúng ta vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc Nên là để mua được một chiếc xe 2022 thì uh, sẽ dao động vào khoảng từ tháng 3, tháng 2, cuối tháng 2, đầu tháng 3 Còn trong tình trạng dịch bệnh thì cũng có thể delay sang cuối tháng 3, đầu tháng 4 nhé À, tức là khoảng tầm 3 2 đến 3 tháng nữa chúng ta mới có xe 2022. Tuy nhiên thì có nhu cầu uh, cho các bác mà đang có nhu cầu uh, mua xe đi Tết trong một tháng tới. Thì uh, hiện nay ba đầu xe Everest đang có mức ưu đãi lần lượt là khoảng tầm 50 triệu, uh, 40 triệu và 30 triệu cho phiên bản Sport, tức là phiên bản hai cầu. Bitubo 1 tỷ 399 triệu đồng thì đang giảm giao động vào khoảng tầm 50, hơn 50 triệu đồng một chút Và tặng kèm thêm phụ kiện theo xe à, Cái này thì uh, giá nó thay đổi khá nhiều giống như đầu xe Ranger. Cập nhật liên tục, nên là mình đang có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em Và để nhận thêm khuyến mại này Cũng như là bên em chăm sóc, tư vấn một cách lựa chọn cái phiên bản tốt nhất nhé Phiên bản một cầu 1 tỷ 181 triệu đồng thì đang có mức khuyến mại giảm nhất, ít nhất tức là dao động vào khoảng từ 30 đến 35 triệu đồng tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị đâu đó vào khoảng từ 40 đến 45 triệu đồng. À, một số màu cá biệt như màu xanh thì chúng ta có thể giảm thêm được một chút tiền mặt nữa nhé và còn thêm cách lên khoảng tầm 10 triệu tiền mặt nữa. Còn uh, phiên bản uh, sport thì uh, 1 tỷ 112 triệu đồng. Cái này thì à uh, phiên bản bán khá khá ít. Tuy nhiên thì lượng xe đang là sẵn nhất trong 3 phiên bản. Nên là cái ưu đãi nó sẽ dao động vào khoảng từ 50 đến khoảng 60 triệu đồng à, nếu mà anh chị cân đối chuyển sang phụ kiện nữa nhé thì mình có thể dao động cao hơn đó à, hiện nay thì Everest vẫn là xe lắp ráp vẫn là xe khá là gọi là tốt nhất trong cái phân khúc giá của mình khi mà những cái đầu xe như là Fortuner tuner này chúng ta bị thụt hơi khá nhiều rồi à, Santa Fe thì đang cháy hàng Đúng Mazda CX-5 hay là crv thì Nó cũng không thuộc phạm chủ so sánh Nên là thời điểm này các bác Đang có nhu cầu mua một chiếc gầm cao này Hầm hố này à, Đi lại gia đình 7 chỗ à, Thay thế phụ tùng Các thứ nó ok Răng xe đảm bảo Và đặc biệt là với phiên bản này thì Theo như khách hàng phản ánh Cũng như là theo các bạn bán hàng thì Cũng đã không còn tình trạng chảy dầu xì nhất ở trên phiên bản hai câu nữa nhé Tuy nhiên thì uh, uh, với các bác ở thành phố thì chúng ta hoàn toàn thể mua lựa chọn trên bản một cầu Vì cái tính năng là option trên bản một cầu thì gian nhu khá là ngon uh, Video review thì em cũng đã để ở trên channel rồi Bác tìm lại trong uh, danh sách phát giúp em Còn đây là cập nhật nhanh về giá bán nhé uh, Anh chị có nhu cầu cập nhật giá bán mẫu xe nào thì có thể alo trực tiếp phía dưới giúp em Hoặc comment phía dưới nhé Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo